Làm được 8 thói quen này giống như đầu tư một vốn 4 lời. Người nào muốn nghèo cũng khó. Tư duy làm giàu muốn bạn xây dựng sự giàu có đi từ nền tảng cốt lõi. Nhà muốn cao phải xây móng thật chắc. Mời bạn nghiền ngẫm thật kỹ sức mạnh vô hình của những thói quen triệu phú này. Thói quen có sức mạnh ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Hầu hết các hành vi hàng ngày của chúng ta thực ra đều bị chi phối bởi thói quen. Do đó việc rèn luyện những thói quen tốt có vai trò rất quan trọng. Nếu muốn có được của cải và trở nên giàu có, bạn cần rèn luyện những thói quen tốt đồng thời khắc phục những thói quen xấu. Đây là một quy luật của người giàu. Nhìn chung, người giàu có thường sở hữu chung 8 thói quen tốt sau đây. 1. Nhận thức rõ và quan tâm đến vai trò của thói quen. Triết gia Aristotles từng nói, những chuyện chúng ta không ngừng lặp lại sẽ tạo thành chúng ta. Biểu hiện nổi bật không phải là hành vi mà là thói quen. Thói quen quyết định số phận, thói quen tốt tạo nên con người vĩ đại, thói quen xấu hủy hoại một người. Thói quen thậm chí còn quan trọng hơn suy nghĩ và nhận thức, có thể quyết định mọi mặt trong cuộc sống như chất lượng công việc, của cải. Người giàu có nhận thức rất rõ và sâu sắc về tầm quan trọng của thói quen. Họ coi việc rèn luyện thói quen tốt và khắc phục thói quen xấu là chìa khóa để làm giàu. Muốn đạt được thành công, ít nhất bạn phải đủ kiên trì để xây dựng cho mình những thói quen của người thành công. 2. Tin rằng số phận có thể do chính mình kiểm soát. Một cuộc khảo sát của Chris Hogan, tác giả cuốn sách bán chạy nhất triệu phú mỗi ngày và nhà nghiên cứu Dave Ramsey cho thấy 90% người giàu tin rằng họ có thể kiểm soát vận mệnh của mình so với 55% của người bình thường. Người giàu không tin vào quan niệm số mệnh của một người do trời định. Họ luôn nỗ lực làm việc, tin tưởng vào bản thân mình và luôn có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có nỗ lực thì bản thân mới có thể nắm giữ và làm chủ vận mệnh của mình. 3. Xây dựng mạng lưới quan hệ tốt. Những người giàu biết rất rõ rằng tiền bạc mua được hầu hết mọi thứ, nhưng không mua được sự tôn trọng chân thành của người khác. Những mối quan hệ thực sự được xây dựng bằng trái tim chứ không phải bằng tiền. Bằng cách này, họ không phủ nhận vai trò của tiền trong việc quản lý các mối quan hệ, nhưng để xây dựng và duy trì một mạng lưới mối quan hệ tốt cần sự tử tế, chân thành. Điều này hữu ích quan trọng hơn tiền bạc. Nếu muốn trở nên giàu có, trước tiên bạn phải tu dưỡng bản thân, rèn luyện nhân cách và thiết lập các mối quan hệ chất lượng của riêng mình. Đây là thời đại mà các mối quan hệ chất lượng sẽ tạo ra tiền bạc. Do đó, nếu bạn không chú trọng quản lý các mối quan hệ chất lượng, sẽ rất khó để trở nên giàu có. 4. Thói quen đầu tư tốt. Hầu hết người giàu thường có thói quen đầu tư tốt bởi vì họ biết rằng từ góc độ giá trị thời gian của đồng tiền, tức là chi phí cơ hội, họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ số tiền kiếm được. Trong khi người nghèo chỉ tập trung vào tiết kiệm, ở chiều ngược lại, người giàu luôn có suy nghĩ phải đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để gia tăng tài sản. Khác biệt giữa người giàu và người nghèo không chỉ nằm trong thu nhập mà còn nằm ở tư duy về cách sống, cách chi tiêu. Người nghèo luôn lo sợ mất tiền trong khi người giàu sẽ luôn tìm cách kiếm thêm tiền từ số tiền đã có được. Họ sẵn sàng từ bỏ món lợi nhỏ trước mắt để hướng tới lợi ích lớn hơn bằng cách đầu tư. Đôi lúc, người giàu cũng gặp phải những rủi ro trên con đường đầu tư, nhưng họ sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ có suy nghĩ thỏa mãn với số tiền đã kiếm được. Người giàu hiểu được rằng, tiền để không là tiền chết và chỉ có đầu tư mới là cách giúp tiền sinh sôi nảy nở, tạo ra thu nhập thụ động cho họ. 5. Có thói quen giao tiếp hiệu quả. Hầu hết những người giàu đều có khả năng giao tiếp tốt. Trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, họ sẽ nghĩ đến và phân tích nhiều yếu tố, làm thế nào để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả, đặc điểm của đối tượng giao tiếp, vấn đề gì có thể được giải quyết, những vấn đề nào sẽ phát sinh trong quá trình giao tiếp, quá nhiều thông tin, tâm trạng thất thường. Sau đó, họ sẽ cố gắng để tránh các rào cản giao tiếp này và biến những cuộc trò chuyện trở nên hiệu quả. 6. Yêu công việc từ tận đáy lòng. Đối với những người giàu có, họ làm việc không chỉ bởi kiếm tiền mà từ niềm yêu thích công việc thực sự. Do đó họ dành hết tâm huyết cho công việc họ làm. Đây chính là một thói quen tốt mà hầu hết những người nghèo không có, khi họ chỉ coi công việc đơn giản là công cụ để kiếm tiền và mưu sinh. 7. Rèn luyện thói quen tiết kiệm. Thói quen tiết kiệm không chỉ là nền tảng của tích lũy của cải mà còn là gốc của nhiều phẩm chất tốt đẹp,
Một trong những bí quyết làm giàu của những tỷ phú hàng đầu thế giới là hình thành thói quen tiết kiệm tốt. Hầu hết họ đều rất chú trọng đến quản lý chi tiêu. Dù giàu có đến đâu cũng không bao giờ tùy ý phung phí tiền bạc. 8. Làm chủ đồng tiền, không làm nô lệ. Biết cách kiểm soát thì đồng tiền sẽ là người đầy tớ trung thành. Nếu để đồng tiền kiểm soát thì bạn sẽ trở thành nô lệ cho nó. Người biết sử dụng đồng tiền hiệu quả là ông chủ, có thể biến tiền thành trợ thủ đắc lực để đạt được những điều họ muốn. Một người không thể sử dụng tốt đồng tiền sẽ biến bản thân trở thành nô lệ của nó, luôn chạy theo đồng tiền, tìm mọi cách để kiếm tiền đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trong cuốn sách nghiên cứu 177 triệu phú toàn cầu đã phát hiện 13 thói quen, bí quyết làm giàu không ở chỉ số IQ mà đến từ việc làm nhỏ nhặt mà nhiều người coi thường bỏ qua. Đây là những điều các nhà triệu phú tự thân đang thực hiện mỗi ngày mà không phải ai cũng biết. Tư duy làm giàu, mời bạn cùng chiêm nghiệm. Thomas Coley là tác quả cuốn sách Những thói quen giàu có, thói quen hàng ngày của những người giàu có. Ông đã dành 5 năm nghiên cứu cuộc sống của cả những người giàu có mức thu nhập hàng năm 160.000 trở lên, hoặc tài sản ròng trên 3,2 triệu đô la Mỹ và người nghèo với thu nhập năm 35.000 đô la Mỹ trở xuống hoặc tài sản ròng dưới 5.000 đô la Mỹ. Một trong những lý do khiến họ từ người bình thường trở thành người thành công với tài sản 7 con số trở lên là ở những thói quen giàu có của họ. Thomas C. Coley, người đã dành 5 năm nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 triệu phú tự thân đã từng nói. Ông cho biết thêm trong cuốn sách từng viết qua nghiên cứu: "Tôi thấy rằng thói quen hàng ngày của bạn có thể nói lên rất nhiều điều về mức độ thành công của bạn trong cuộc sống. Thói quen dự đoán nguyên nhân và kết quả. Thói quen quyết định giàu nghèo, hạnh phúc, buồn bã, căng thẳng, các mối quan hệ và sức khỏe." Một điều đặc biệt là ông Coley khẳng định tất cả các thói quen đều được thay đổi và trau dồi. Dưới đây là 13 thói quen giàu có của các triệu phú mà bạn có thể bắt đầu phát triển ngay hôm nay. 1. Họ thường đọc. Người giàu thà học hỏi hơn giải trí. Coley đã viết 80% người giàu đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày, chủ yếu để tự học và trau dồi bản thân. Hầu hết mọi người không đọc để dành thời gian phục vụ giải trí, còn người giàu đọc để có tri thức. Ông Coley nhận thấy rằng những người giàu có xu hướng đọc 3 loại sách: tự truyện của người thành công, sách cá nhân và sách lịch sử. 2. Họ thường xuyên tập thể dục. 76% tập luyện thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các bài tập gồm chạy bộ, đi bộ nhanh, chạy nước rút, đạp xe. Tập thể dục thể thao không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho não bộ. Ông cho rằng tập thể thao làm tăng tế bào thần kinh, tăng lượng gluco trong cơ thể là nhiên liệu của não. Não được cung cấp càng nhiều thì não càng phát triển tốt hơn và giúp bạn trở nên thông minh hơn. 3. Họ gặp gỡ những người thành công khác. Thomas C. Coley viết, bạn sẽ thành công như những người bạn kết thân cùng. Người giàu luôn tìm kiếm những người bạn có cùng mục đích, chí hướng, sự lạc quan và thái độ tích cực. Bên cạnh đó, họ cũng tránh tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực. Coley nhấn mạnh, sự tiêu cực, chỉ trích sẽ khiến bạn ngày càng xa con đường đi đến thành công. 4. Họ theo đuổi mục tiêu của họ. Thomas C. Coley chia sẻ, theo đuổi ước mơ và mục tiêu của bạn có thể mang đến hạnh phúc lâu dài và chuyển thành sự giàu có đáng kể. Quá nhiều người mắc sai lầm khi theo đuổi ước mơ của người khác. Trong khi đó, người giàu điều chỉnh mục tiêu để vượt qua những thất bại, sai lầm và sự từ chối. Đam mê khiến công việc trở nên thú vị hơn. Đam mê cung cấp cho bạn khả năng, sự kiên trì và sự tập trung để vượt qua những thất bại, sai lầm và sự từ chối, ông Coley nhấn mạnh. 5. Họ thường dậy sớm. Trong nghiên cứu của ông Coley, hơn một nửa số triệu phú tự thân thức dậy ít nhất 3 giờ trước khi làm việc. Đó là giải pháp cho các trường hợp khẩn cấp hàng ngày như tắc đường, đưa con tới lớp trễ, có cuộc họp quan trọng. Ông cho rằng những trường hợp khẩn cấp này có thể tác động tâm lý đối với chúng ta, làm thay đổi tiềm thức của chúng ta và cuối cùng khiến chúng ta thấy cuộc sống của mình mất kiểm soát. Thức dậy lúc 5 giờ sáng và chọn ra 3 việc quan trọng nhất trong ngày sẽ giúp bạn kiểm soát lại cuộc sống của mình,
và mang lại cho bạn cảm giác tự tin rằng bạn đang chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. 6. Họ có nhiều nguồn thu nhập. Các triệu phú tự thân không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất, họ có nhiều nguồn thu nhập. Trong nghiên cứu của ông Coley, 65% người giàu có ít nhất 3 nguồn thu nhập trước khi họ kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên. Nguồn thu nhập đó có thể là cho thuê bất động sản, đầu tư thị trường chứng khoán, quyền sở hữu một phần của các doanh nghiệp phụ. 7. Họ có cố vấn riêng. Thomas C. Coley viết, tìm kiếm người cố vấn của riêng bạn có thể giúp bạn tích lũy tài sản nhanh hơn. Những người cố vấn thành công không chỉ tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Họ có thể thường xuyên tích cực tham gia trên con đường dẫn đến thành công của bạn bằng cách khuyên bạn những điều nên và không nên. Họ sẵn sàng chia sẻ với bạn những câu chuyện thành công có giá trị. Đó là những kinh nghiệm của chính bản thân họ, từ những vấp váp trong quá khứ hoặc từ những xung quanh họ. 8. Họ có thái độ sống tích cực. Bạn chỉ có thể đạt được thành công bền vững nếu bạn có một thái độ tích cực. Sự tích cực là dấu hiệu của tất cả các triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi. Vấn đề là hầu hết mọi người không chắc suy nghĩ của họ là tích cực hay tiêu cực, ông Coley cho biết. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe những suy nghĩ của mình và cảm nhận chúng, bạn sẽ thấy rằng phần lớn đó là những tiêu cực. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực đó tồn tại khi bạn buộc mình nhìn vào bên trong. Nhận thức tích cực được tồn tại chính là chìa khóa để dẫn tới thành công. 9. Họ không chạy theo đám đông. Một triệu phú tự thân từng tâm sự, chúng tôi luôn muốn hòa nhập, phù hợp và trở thành một phần của xã hội. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng không nổi bật. Không có khả năng phân biệt bản thân với người khác là lý do tại sao hầu hết mọi người không thành công. Ông Coley viết, những người thành công tạo ra vòng kết nối của riêng họ và thu hút những người khác tham gia. Bạn cần làm cho mình nổi bật và sau đó tạo vòng kết nối của riêng bạn và thu hút những người tham gia cùng bạn. 10. Họ cư xử lịch sự. Triệu phú tự thân thường nắm vững nguyên tắc quan trọng của nghi thức xã hội. Và bạn cần nắm vững những nguyên tắc tương tự nếu muốn thành công. Những nghi thức này bao gồm nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, ghi nhớ những ngày quan trọng, chẳng hạn như kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật người thân. Nắm vững cách cư xử trên bàn ăn, mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh. 11. Họ giúp người khác thành công. Ông Coley chia sẻ, bạn cũng có thể hưởng lợi từ việc giúp đỡ người khác theo đuổi mục tiêu và ước mơ của họ. Thật khó để định nghĩa thành công nếu không có những người thành công khác bên cạnh bạn. Nếu muốn thành công, cách tốt nhất để làm điều đó là giúp đỡ người khác trước. Tuy nhiên, bạn không nên giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn chỉ nên giúp đỡ những người lạc quan, sống có mục đích, tích cực và biết theo đuổi ước mơ. 12. Họ dành 15-30 phút mỗi ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ là chìa khóa thành công của họ. Ông Coley đã phát hiện ra điều này. Người giàu có xu hướng suy nghĩ độc lập ít nhất 15 phút vào buổi sáng. Ông giải thích, họ có rất nhiều thứ trong đầu mỗi sáng. Các chủ đề muôn vàn như sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, hoạt động thiện nguyện. Họ thường tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi như tôi có thể làm gì để kiếm tiền nhiều hơn, công việc của tôi có khiến tôi hạnh phúc không, tôi đã luyện tập đủ chưa, tôi có thể tham gia những tổ chức từ thiện nào khác. 13. Họ tìm kiếm thông tin phản hồi. Ông Coley viết, nhiều người hiếm khi yêu cầu người khác cho ý kiến phản hồi vì sợ bị chỉ trích. Tuy nhiên, phản hồi là chìa khóa để biết liệu điều gì đó có đúng hay không. Phản hồi giúp bạn hiểu liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không. Nếu phản hồi là lời chỉ trích, dù tốt hay xấu thì đó là một yếu tố quan trọng để học hỏi và phát triển. Ngoài ra, phản hồi có thể cho phép bạn thay đổi trọng tâm và trải nghiệm một nghề nghiệp hoặc con đường mới. Như ông Coley nhấn mạnh, phản hồi cung cấp cho bạn thông tin bạn cần để thành công trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Ngày càng có nhiều người phàn nàn về việc kiếm tiền quá khó khăn. Tuy nhiên, người giàu vẫn mọc lên như nấm. Các doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó thành công cũng có rất nhiều. Vậy vì lý do gì họ làm được mà bạn lại không làm được? Thay vì oán than, chi bằng hãy hành động tích cực, phát triển bản thân, im lặng làm giàu, để cho những năm tháng về sau, bản thân có thể được gia nhập vào tầng lớp của những người giàu có.
Sau đây là 3 phương pháp tư duy làm giàu gửi đến bạn, bạn có thể tham khảo. 1. Bỏ thể diện xuống, tự tin kiếm tiền. Có rất nhiều người có chết vẫn phải giữ thể diện, và trường hợp này rất thường xảy ra đối với những người nghèo. Ai cũng muốn có được một công việc nở mày nở mặt, thu nhập cao lại nhàn hạ. Họ mơ đẹp đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy, dẫn đến việc lớn thì làm không được, việc nhỏ lại xỏ không xong. Một công việc bình thường cũng không kiếm ra, túi tiền thì rỗng tuếch, thậm chí còn có người nhờ vào việc mượn tiền người khác mà sống qua ngày. Họ ghen tị với những người giàu có, người ta muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, ra đường đều rất được hoan nghênh, rất có thể diện. Nhưng họ lại chưa bao giờ nghĩ xem, người giàu vì sao có thể giàu được giống như bây giờ? Họ tiêu tiền của cha mẹ để lại sao? Hay họ may mắn trúng xổ số độc đắc? Đều không phải. Doanh nhân người Trung Quốc kinh doanh ống hút được mệnh danh là vua ống hút Lâu Trọng Bình khi còn trẻ từng là một chàng trai chở hàng, đi theo cha mình qua khắp các con phố. Chủ tịch của Phú Giao Group cho Tắc Gong từng là người bán trái cây, làm nhân viên bán hàng, sửa chữa xe đạp. Lý Gia Thành từng có một đoạn thời gian dài buôn bán, còn kết bạn đồng nghiệp cùng một bà lão ở trong hẻm. Khi kiếm tiền, chúng ta nên bỏ thể diện xuống, chỉ cần kiên cường là đủ rồi. Người quá trọng sĩ diện, làm việc gì cũng sẽ quắn quéo, không quyết đoán, dứt khoát, tỷ lệ thành công đương nhiên cũng sẽ không cao. Kẻ không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch, đạo lý này rất rõ ràng. Người nào có thể làm được thì người đó chắc chắn sẽ phát tài. 2. Học cách già nghèo. Từ cổ chí kim, bậc tiền bối nào cũng dạy rằng không nên để lộ tiền tài của bản thân. Nguyên nhân gốc rễ là do con người có tính ghen tị, ganh đua lẫn nhau. Khi bạn đạt được một khối tài sản nhất định, bạn nên bắt đầu học cách già nghèo, cố gắng hết sức đừng quá khoe khoang. Tiểu thuyết gia thời nhà Thanh, Lý Ngư, ngoài việc viết văn, ông còn viết kịch. Để kiếm tiền, Lý Ngư đã thử rất nhiều phương pháp. Ví dụ, chiêu mộ một số cô gái có tài năng, thành lập một đội múa, mượn giới văn học để quảng bá kịch của mình. Khi công việc làm ăn của ông đạt đến đỉnh cao, bạn bè bắt đầu đố kỵ, quan phủ bắt đầu nhăm nhe ông như hổ đói. Kể từ đó, ông nhận ra tiền tài đã rước họa vào thân. Ngay lập tức ông chuyển sang khóc lóc than nghèo đói, tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng việc mình giàu có chỉ là lời đồn mà thôi. 3. Mở rộng các cánh cửa, đừng đi lối mòn. Người xưa có câu, cánh của này đóng lại, ông trời sẽ mở cho bạn cánh cửa khác. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, ngã quỵ trên con đường này thì đứng dậy đi con đường khác. Cách kiếm tiền thì có rất nhiều, chỉ xem bạn có đủ quyết tâm hay không thôi. Con đường quá đông người đi, có thể rất màu mỡ, nhưng tỷ lệ bạn không bị đoàn người dẫm chết là rất thấp, thế nên hãy tìm một con đường ít người đi, nhưng lợi nhuận cao mà làm. Hãy dũng cảm trở thành người tiên phong, khai hoang vùng đất mới. Hàn Dũ của thời nhà Đường là một nhân tài ưu tú, có tài văn chương, nhưng lại lưu lạc vào hàng thư sinh nghèo không có đất dụng võ. Để thay đổi cuộc sống của mình, ông bắt đầu khắc mộ chí và mạnh dạn chào mời những gia đình có người thân vừa qua đời. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Hàn Dũ đã trở nên giàu có hơn. Thông thường, viết văn cho người chết là một điều cấm kỵ. Vì thế số người chịu làm việc này rất ít. Nhưng Hàn Dũ lại không sợ điều đó, nhờ vậy mà ông đã thành công thay đổi cuộc đời mình trở nên giàu có hơn. Ngày nay, cũng có một số người dựa vào việc kinh doanh tương tự để làm giàu, như làm nghĩa trang, hỏa táng, mai táng. Nếu muốn làm giàu, bạn buộc phải nghĩ đến những công việc như thế, những thứ mà người khác không chịu làm, ghét bỏ, không nghĩ đến. Hãy táo bạo hơn, miễn là con đường đúng đắn, thì bạn sẽ có thể cải thiện cuộc sống của chính mình. Suốt ngày theo sau người khác chỉ có hít khói bụi mà họ để lại mà thôi. Kiếm tiền rất khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được, phải xem bạn có đủ quyết tâm và kiên nhẫn hay không. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ở trên là 3 nguyên nhân của thất bại, cũng như là 3 hoa tiêu dẫn đường đến thành công. Hy vọng bạn đã tìm thấy cho mình một cách thích hợp để bắt đầu đông phong tái khởi. Ngoài xây dựng thói quen giàu có, việc bỏ thói quen xấu để thay thế thói quen triệu phú là điều song hành. Tư duy làm giàu khuyên bạn, muốn làm nên chuyện,
đàn ông nhất định phải bỏ đi 9 thói quen xấu. Từ một người trưởng thành trở thành một người đàn ông thực thụ, thực ra là sự trưởng thành và chín chắn về mặt tâm lý, chẳng hạn như biết chịu trách nhiệm, hiểu và cảm thông hơn với đối phương, khả năng chịu được áp lực tốt hơn. Đàn ông trưởng thành có rất nhiều kiểu, có thể là mọc râu, có thể là cởi bỏ bộ đồng phục học sinh khoác lên mình bộ trang phục công sở, hoặc cũng có thể là cách nói chuyện nho nhã và trầm ổn hơn. Nhưng từ một người trưởng thành trở thành một người đàn ông thực thụ, thực ra là sự trưởng thành và chín chắn về mặt tâm lý, chẳng hạn như biết chịu trách nhiệm, hiểu và cảm thông hơn với đối phương, khả năng chịu được áp lực tốt hơn. Trên con đường trở thành một người đàn ông trưởng thành luôn sẽ tồn tại một vài vật cản bướng bỉnh gây ra cho bạn nhiều rắc rối. Chẳng hạn như 9 vật cản sau đây, nếu muốn trở thành một người đàn ông ưu tú thực sự, hãy cố gắng khắc phục chúng. 1. Do dự, thiếu quyết đoán. Người không có chính kiến, bất luận có ưu tú tới đâu thì trong cuộc đua cuộc đời cũng sẽ rất dễ bị những người kiên định đẩy sang một bên. Sợ sai lầm chính là thứ hủy diệt đi sự tiến bộ. 2. Trì hoãn. Trì hoãn chính là trốn tránh vấn đề và lười biếng, luôn lấy suy nghĩ thêm được ngày nào hay ngày đó làm cái cớ để trốn tránh, chẳng hạn như tôi bận lắm, ngày mai làm cũng được, nhưng rồi kéo theo đó là một loạt những lười biếng, thụ động, rồi sau đó rơi vào cái hố hối tiếc quá khứ, mơ tưởng tương lai. Lười biếng là một thứ rất kỳ lạ, nó khiến bạn cho rằng đó là nhàn rỗi, là thảnh thơi, là số sướng, nhưng thực ra thứ nó mang lại chỉ là vô vị, là mệt mỏi, là chán nản và thâm trầm. 3. Nhiệt huyết 3 phút. Tin rằng ai trong chúng ta cũng đều từng có cho mình những kế hoạch đầy tham vọng để rồi hết hứng chán chả buồn làm. Có câu nói rằng 80% thất bại trên đời đều đến từ việc bỏ dở giữa chừng. Người nhiệt huyết 3 phút chưa bao giờ biết tới cảm giác kiên trì làm một việc gì đó hay trải nghiệm trái ngọt của thành công. 4. Sợ bị từ chối. Một người có thể bỏ lòng tự tôn sang một bên để làm việc là người chuyên tâm với mục tiêu. Còn những người đặt lòng tự tôn lên vị trí đầu tiên là những người làm việc lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, luôn để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Do đó, một người càng vô dụng, càng bị ám ảnh bởi cái lòng tự trọng không đâu. 5. Tự giới hạn bản thân. Mọi sự tầm thường và vô dụng đều là kết quả của việc tự giới hạn bản thân. Tự giới hạn với bản thân đồng nghĩa với việc giết chết tiềm năng, tự vạch định ra trong tâm lý một cao độ thấp, phủ định bản thân. Mặc dù nó có thể giúp bạn tránh xa được cảm giác thất bại, nhưng đồng thời đoạt mất cơ hội tiến lên phía trước của bạn. 6. Trốn tránh hiện thực. Người trốn tránh hiện thực có 5 đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên là nằm mơ giữa ban ngày, thứ hai là chỉ thích làm theo ý mình, thứ ba là đắm chìm vào những trò chơi và tiểu thuyết ảo tưởng, thứ tư là cảm thấy thế giới rất tàn khốc, thứ năm không thể đối mặt với những hoàn cảnh không chắc chắn, xác định. 7. Luôn viện cớ. Rất nhiều người khi phạm lỗi, phản ứng đầu tiên là biện hộ. Bởi lẽ viện cớ là chuyện dễ làm nhất, là phương pháp che giấu sự vô tri của bản thân. Hơn nữa, người thích viện cớ đều có chung một đặc điểm: không có tham vọng, không muốn theo đuổi thành công. Đời người sống không có mục đích. 8. Sợ hãi. Những người gan nhỏ luôn sợ đối mặt với cảm giác thất bại, làm chuyện gì cũng dè dặt cẩn thận từng chút một, sợ xảy ra sai sót, cũng sợ bị phê bình, sợ cái nhìn lạ lẫm của mọi người. Điều này gây ra trở ngại rất lớn cho việc tiến về phía trước. 9. Không chịu học tập. Trưởng thành cần không ngừng đấu tranh với chính bản thân. Nhưng nếu cứ ôm trong mình suy nghĩ vẫn là ở nhà nằm chơi điện tử, lướt điện thoại sướng hơn, vậy thì sớm muộn gì cũng bị người ta đá xuống vách núi. Sự chín chắn của người đàn ông không chỉ nằm ở mặt sinh lý, mà được quyết định nhiều hơn ở tâm lý. Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự giàu có, không chỉ ngày một ngày hai, điều đó cần sự kiên trì, nỗ lực qua nhiều tháng nhiều năm. Tư duy làm giàu mong bạn giữ vững bản linh và tinh thần vượt qua mọi thử thách để bước lên đỉnh vinh quang. Mỗi người đều có một ánh hào quang vô hình riêng. Ánh hào quang của bạn vừa hay chính là bạn sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Biến mình trở thành một người đàn ông trầm ổn, khiến người khác muốn kết giao, bản thân cũng có nhiều dũng khí để đối mặt với cuộc sống. Cái gọi là trầm ổn bao gồm thâm trầm và ổn thỏa.
Thâm trầm ý muốn nói một người khi đối mặt với việc gì đó đều sẽ có chính kiến của bản thân, có thể giữ được tâm sự trong lòng. Còn ổn thỏa là khi một người có cách xử lý công việc của riêng mình, không chỉ có thể nuôi sống được mình mà còn có thể chăm sóc cho cuộc sống của người khác. Tôi từng hỏi một người bạn, thế nào là một người đàn ông trầm ổn? Cô ấy nói với tôi, trầm ổn là một đặc điểm tốt đẹp của người đàn ông. Họ không giả vờ, chín chắn, chỉ là khi đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm rồi, họ tự nhiên sẽ trở nên tĩnh lặng, điềm đạm hơn, đối mặt với được mất cũng không tỏ ra luống cuống hay nóng nảy. Mỗi người đều có một ánh hào quang vô hình riêng. Ánh hào quang của bạn vừa hay chính là bạn sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Biến mình trở thành một người đàn ông trầm ổn, khiến người khác muốn kết giao, bản thân cũng có nhiều dũng khí để đối mặt với cuộc sống. Tôn trọng mỗi người, bất luận bạn có đang chán nản bao nhiêu. Tôi từng đọc qua một câu chuyện, có một cô gái tan làm về nhà, tình cờ gặp được hai người đàn ông người đầy mùi rượu ở cửa thang máy. Cô ấy cảm thấy sợ, dù sao thì mình cũng chỉ có một mình, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm nữa. Không ngờ rằng khi cô bước vào thang máy, hai người đàn ông đó không hề bước vào mà nói cô đi trước đi, người chúng tôi có mùi rượu, sợ bám mùi vào cô, cũng sợ làm cô sợ. Đạo đức của một người luôn được thể hiện qua những mọi việc trong cuộc sống. Khi có đang ở hoàn cảnh nào cũng đều có thể trân trọng đối phương, đồng thời có thể đứng từ góc độ của đối phương để suy nghĩ, bạn mới có thể được xem là một người đàn ông trầm ổn. Nhiều người thích xem trầm ổn là một cái mác, họ cho rằng cứ khoác lên bộ Âu phục, thể hiện ta đây học thức, nho nhã vậy mới thể hiện được sự trầm ổn và chín chắn. Nhưng sự trầm ổn thực sự nằm ở việc có thể tôn trọng người khác dù đang ở trong hoàn cảnh nào. Học cách kiểm soát cảm xúc, giữ lại những lời và tâm sự muốn nói ra. Người ta thường nói, tất cả những quyết định quan trọng hãy để qua đêm rồi làm. Lúc tức giận đừng nói chuyện, buổi tối đừng gửi gì vào nhóm chat. Nhưng có mấy người làm được như vậy? Một người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình sẽ trở thành nô lệ cho cảm xúc đó, càng tức giận, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn, rồi cuối cùng lại trở thành một vòng luẩn quẩn. Có người hễ gặp được người khác là sẽ lập tức than thở bản thân không được như ý, khi người ta không hiểu được thì lại tỏ ra giận dỗi, nhưng có những người lại giấu kín được tâm sự rồi sau đó âm thầm nỗ lực, đợi sau khi thành công rồi mới chia sẻ với người khác, cùng là ca thán, nhưng thời điểm ca thán không giống nhau, kết quả tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Ai cũng thích phóng đại nỗi khổ của mình, vì vậy lúc kể với người khác, chuyện bé vô hình cũng sẽ ra to. Nhưng bạn nên hiểu một điều rằng, những điều bạn phải trải qua, người khác chưa chắc đã không gặp phải. Trước khi bạn thành công, không có nhiều người có thể hiểu bạn, cũng không có nhiều người sẵn sàng nghe bạn kể chuyện. Nhưng sau khi bạn thành công, câu chuyện của bạn tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý, bạn nói câu nào có lý câu nấy. Vì vậy, bất kể là lúc nào, trở thành một người đàn ông trầm ổn đồng nghĩa với việc phải kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Bạn phải cười mà thắng, chứ không phải khóc mà thua. Có thể nắm chắc được cuộc sống cá nhân, hiểu thế nào là chậm mà chắc. Thành công không phải chuyện sớm chiều, vì vậy, đừng bao giờ ôm trong mình hy vọng muốn gì là thành công cái đó. Những người có thể thành công nhờ năng lực của bản thân luôn có thể vực dậy sau thất bại, bởi họ tin vào năng lực của mình. Còn những người mong muốn chuyển mình bằng cách phất lên sau một đêm, vậy thì thành công cũng sẽ chỉ như pháo hoa, sớm nở chóng tàn. Thứ mà một người đàn ông cần phải học đó là nắm bắt cuộc sống của chính mình, từng bước tạo dựng nên cơ đồ. Thất bại một lần không đáng sợ, đáng sợ là bạn mất đi dũng khí thử thách. Còn đàn ông trầm ổn, trước giờ không bao giờ sợ thất bại, bởi họ biết đời người chẳng qua cũng chỉ như một trò chơi, khóc xong lại cười rồi lại tiếp tục chiến đấu. Bạn muốn sống một cuộc sống như nào? Trước tiên bạn phải có khí chất như vậy. Nếu muốn làm tiểu nhân, phải học cách tính toán mưu đồ. Còn nếu muốn làm kẻ chiến thắng, bạn phải học cách nắm bắt và làm chủ cuộc sống. Trầm ổn không phải thứ nắm được ở trong tay, hay là ngồi tám chuyện lý tưởng với huynh đệ mà là bỏ ly rượu xuống rồi lặng lẽ phấn đấu. Trầm ổn cũng không phải là trách công ty, trách bạn bè, đối mặt với khó khăn nói rằng mình đã cố gắng hết sức, mà là từ bỏ quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Ai rồi cũng sẽ có lúc chán nản, thất vọng, nhưng đồng thời cũng có đủ khả năng để đợi tới ngày thành công và ổn định. Vì vậy, đừng để quá khứ của bạn trở thành tấm màn cản trở hiện tại của bạn, cũng đừng để tầm nhìn hạn hẹp cản trở giới hạn và khả năng của bạn. Trầm ổn là thứ vũ khí sắc bén nhất của một người đàn ông.
cũng là phương pháp tốt nhất mà bạn nên học trong đối nhân xử thế. Cuối video là phần tinh hoa được đúc kết qua hàng nghìn năm của các doanh nhân, vĩ nhân để bạn hấp thụ biến thành của mình. Đó chính là 8 tư duy cốt lõi của kẻ trí, người tự tin và chủ động, ắt kiếm được bộn tiền, sống cuộc đời cao cấp. Độ sâu của tư duy quyết định độ rộng của đường đời. David G. Schwartz trong cuốn The Magic of Thinking Big có nói: trong các nhân tố quyết định thành công, thể lực, trí lực, tinh lực, giáo dục đều chỉ là những yếu tố xếp sau, quan trọng nhất chính là độ sâu của tư tưởng. Rất nhiều khi, khác biệt lớn nhất giữa người với người chính là nằm ở sự khác biệt của tư duy. 8 phương thức tư duy cốt lõi dưới đây có thể giúp bạn tìm ra được phương thức đúng đắn nhất để mở ra cuộc đời mình. Tư duy thượng đế. Kinh Thánh viết, phải yêu người như yêu chính mình. Yêu người khác như yêu chính mình, vì bạn giúp đỡ người khác, nên người cuối cùng được hưởng phúc sẽ chính là bạn. Đây chính là tư duy thượng đế kinh điển. Cũng giống như trong câu chuyện ngụ ngôn người mù thắp đèn. Trong đêm tối, người mù cầm đèn đi ra đường chưa từng bị người khác đụng phải. Bởi lẽ ánh đèn vừa thắp sáng con đường đi dưới chân người khác, vừa khiến người khác trông thấy được bản thân người mù giữa đêm tối. Có người từng nói, nếu bạn là một người lương thiện, khi bạn nhận được thành ý và sự giúp đỡ của người khác, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ra một loại cảm giác đó mang tên biết ơn. Tình yêu sẽ không ngừng được lan tỏa tới người khác, để rồi người nhận lại được cuối cùng chính là bạn. Ai chẳng có khi quên ô khi trời mưa, bạn che ô cho người khác, ngày sau, nếu bạn là người gặp mưa, sẽ có người thay bạn cầm dù. Tư duy tôn tử. Tôn Tử viết, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất đãi. Ý muốn nói, biết mình biết ta, trăm trận không thua. Muốn thắng đối thủ, trước tiên phải hiểu họ, nhưng sau khi đã hiểu họ, ta cũng hoàn toàn có thể học hỏi từ họ. Nhà triết học Balthasar Gracian nói, thứ mà một người thông minh nhận lại được từ kẻ thù còn nhiều hơn thứ mà một tên ngốc học được từ bạn của mình. Đối thủ cạnh tranh không chỉ là bức tường chắn trước mặt chúng ta, mà họ còn là một tấm gương, cho phép chúng ta soi lại bản thân và phát triển nhanh chóng hơn. Tư duy Napoleon. Napoleon nói, trong từ điển của tôi, không có hai chữ không thể. Cốt lõi của tư duy này nằm ở chỗ, bất kể là ở trong tình huống nào, cũng đều không bị thế giới bên ngoài tác động, luôn giữ chủ kiến của mình. Trên mạng có một câu hỏi như này, người không có chủ kiến đáng sợ ra sao? Một người trả lời rằng, không có chủ kiến về cơ bản không còn là cuộc đời nữa, vì họ sớm đã là một con rối. Tôi có quen một người đồng nghiệp, khả năng chấp hành của cậu ấy cực kỳ cao, nhưng bất cứ khi nào phải tự mình đưa ra quyết định, cậu ấy lại bắt đầu lưỡng lự, sợ được sợ mất. Sau đó thì không ngừng hỏi ý kiến của những người xung quanh, nhiều khi còn khiến cấp trên cảm thấy rất phiền. Dù làm việc đã 5 năm, thành tích nghiệp vụ không tồi, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Có người nói, con người là phải có một tinh thần độc lập và một tư tưởng tự do. Bởi lẽ người không có chủ kiến, sẽ không biết suy nghĩ, không biết hành động, và tất nhiên là dù làm gì cũng sẽ rất khó thành công. Tư duy Columbus. Columbus là một trong những người phát hiện ra thời đại hàng hải vĩ đại. Khi ông trở về Tây Ban Nha từ lục địa châu Mỹ và được mọi người săn đón, nhiều quý tộc không đồng tình với thành công của ông. Trong một bữa tiệc do hoàng gia tổ chức, ai đó đã chỉ vào một quả trứng luộc và làm khó ông. Anh có thể khiến quả trứng này đứng được không? Không khí ở hội trường khi đó khá gượng gạo với mọi người. Việc khiến một quả trứng hình tròn đứng lên là điều không thể, cũng giống như việc họ không tin Columbus phát hiện ra châu lục mới vậy. Nhưng Columbus lại không hề hoang mang, nhận lấy quả trứng, không nói lời nào đập nhẹ quả trứng xuống bàn và nó quả thực đứng vững trên mặt bàn. Không gục ngã, dám nói dám làm, đây chính là điểm đáng quý ở tư duy Columbus. Chưa nhìn thấy biển sao biết biển rộng lớn tới đâu, chưa xuống biển sao biết biển sâu như nào. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần dám nghĩ, sẽ luôn có phương pháp bất cứ nơi nào,
chỉ cần dám đi, sẽ luôn có đường cho bạn. Tư duy Laconia. Laconia là một vương quốc thời Hy Lạp cổ đại. Vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên, vị vua bất khả chiến bại Philip II của Macedonia xâm lược vương quốc và gửi một bức thư cho vị vua đang bị bao vây của Laconia, đe dọa. Lf we capture your city, we will burn it to the ground. Nếu chiếm được thành trì, ta sẽ san bằng nó. Không lâu sau, vua của Laconia viết thư trả lời, trong thư chỉ có duy nhất một chữ. If, nếu. Chỉ một chữ, nhưng đủ để cho thấy quyết tâm và ý chí của Laconia. Lời ít nhưng ý nhiều. Nhà thiết kế Harakenia từng nói, càng sử dụng nhiều cách diễn đạt để diễn tả một điều gì đó, chúng ta càng khó có thể miêu tả nó chuẩn xác. Cao thủ ra chiêu, lợi hại nhất chính là không làm gì nhưng vẫn thắng. Dùng hình thức cô đọng nhất biểu đạt một nội dung phong phú nào đó, hay nói cách khác là lời ít ý nhiều, chính là một loại cảnh giới, một kiểu trí tuệ. Tư duy Occam. Nhà logic học Occam William đã từng đề xuất một định luật nổi tiếng mang tên nguyên lý dao cạo Occam. Chủ trương là từ bỏ mọi vẻ ngoài phức tạp và chỉ ra thực chất của vấn đề, hay lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích sắc đáng nhất. Tôi đã đọc tiểu sử của John Dewey, một nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ. Năm đó, Dewey vẫn còn học tiểu học, và trong lớp học vào mùa hè thường sẽ có rất nhiều muỗi. Cô giáo đã tổ chức cho mọi người diệt muỗi, mắc màn, bôi thuốc chống muỗi. Sau một trận đại chiến, muỗi vẫn không giảm. Chỉ có Dewey mang theo liềm và âm thầm dọn cỏ sau lớp học. Ngay sau đó, đàn muỗi biến mất một cách thần kỳ. Qua quan sát kỹ, ông phát hiện ra cỏ dại chính là nguồn gốc và nơi ẩn náu của muỗi. Chỉ cần dọn sạch cỏ dại là có thể diệt hết muỗi. Schopenhauer nói, người khôn ngoan là người sẽ không bị lừa dối bởi những hiện tượng bề ngoài. Anh ta thậm chí còn dự đoán trước được chiều hướng thay đổi của mọi thứ. Chỉ khi nhìn ra bản chất của sự việc và tìm ra gốc rễ của vấn đề, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để và hiệu quả. Tư duy Fermi. Khi Enrico Fermi, cha đẻ của vật lý hạt nhân hiện đại, giảng dạy tại Đại học Chicago, ông đã đề xuất một cách tư duy để giải quyết các vấn đề khó. Đối mặt với một mục tiêu lớn, hãy chia nhỏ chúng thành nhiều mục tiêu cấp phụ. Khi bắt tay vào làm, chúng ta sẽ rất nhanh chóng đạt được mục tiêu cấp phụ ấy. Vậy thì dần dần, chúng ta sẽ không còn cách mục tiêu cuối cùng bao xa nữa. Ramada Honichi, người hai lần vô địch giải chạy marathon quốc tế, từng chia sẻ bí quyết chiến thắng của mình rằng: trước mỗi cuộc đua, tôi đều sẽ đạp xe đi xem trước quãng đường chạy, đồng thời vẽ lại những biển báo bắt mắt dọc đường. Chẳng hạn, mục tiêu đầu tiên là một ngân hàng, mục tiêu thứ hai là một cái cây lớn, mục tiêu thứ ba là một tòa nhà màu đỏ, cứ vẽ như vậy cho tới khi đường đua kết thúc. Sau khi cuộc đua bắt đầu, tôi sẽ xông tới mục tiêu số 1 với tốc độ 100m. Sau khi đạt được mục tiêu thứ nhất, tôi tiếp tục hướng tới mục tiêu thứ hai với tốc độ tương tự. Chặng đua dài 40 km được tôi chia thành nhiều mục tiêu nhỏ và dễ dàng chạy tới đích. Bản chất của sự vật thực ra rất đơn thuần, chỉ khi đơn giản hóa sự phức tạp, ta mới có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn nhanh chóng hơn. Tư duy Rockefeller. John Davison Rockefeller, doanh nhân người Mỹ, người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai từng nói: tôi không sống nhờ vận may mà ông trời ban phát, nhưng tôi phát tài nhờ vận may tới từ hoạch định. Từ một thanh niên nghèo khó ở một thị trấn nhỏ tới người giàu nhất thế giới, ông tóm gọn cuộc đời mình bằng một từ: chủ động. Trong 38 bức thư gửi con trai, Rockefeller đã viết: kinh nghiệm cho ba biết rằng những người mạnh dạn và chủ động có thể hoàn thành những thương vụ tốt nhất, thu hút sự ủng hộ của người khác và hình thành liên minh mạnh nhất. Những người rụt rè và do dự khó có thể gặt hái được lợi ích như vậy. Những người tự tin mong đợi thành công và họ sẽ hợp tác với mong đợi của mình bằng cách chủ động hoạch định ra mọi kế hoạch để theo đuổi thành công ấy. Luôn chủ động, ắt dẫn đầu và tối đa hóa lợi ích với chi phí thấp nhất, đây là cốt lõi của tư duy Rockefeller. Người bị động, chuyện gì cũng đợi người khác tới dắt tới chọn. Người chủ động,
luôn kiếm được cuộc đời cao cấp hơn. Tư duy làm giàu chúc bạn một năm tràn đầy sinh lực, mã đáo thành công.